Sau một số tỉnh thành, đến lượt công an Đắk Lắk đồng loạt kiểm tra việc cho dây cầm đồ tại các cơ sở của F88 ở tỉnh này. Việc kiểm tra nhằm xác định các cơ sở F88 tại Đắk Lắk có vi phạm pháp luật về cầm đồ cho vay lãi nặng như một số địa phương hay không. Theo đó sáng qua, một số phòng nghiệp vụ của công an tỉnh Đắk Lắk cùng công an các địa phương phối hợp ra quân kiểm tra tại 12 cơ sở kinh doanh của công ty F88 gồm 6 cơ sở ở thành phố Buôn Ma Thuột và 6 cơ sở ở một số huyện thị xã. Nguồn tin cho biết, qua kiểm tra 12 chi nhánh điểm giao dịch của công ty F88, cơ quan chức năng ghi nhận các vi phạm quy định về an ninh trật tự đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Thời gian tới, ngành chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra, làm việc với các cơ sở có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động cho dây và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo pháp luật.